test thử hai loại nước tẩy trắng của Thái Lan các bạn nhé. Thì cái chai này là nó tẩy cho áo màu này, tẩy nhẹ nhàng thôi, màu áo vẫn được giữ nguyên, không có bị bay màu. Còn chai trắng này là tẩy cho áo màu trắng này. Mình giặt hàng ngày luôn. Áo dùng hàng ngày, áo trắng rất dễ thay ố màu mà ngâm này thì gần như là áo giữ mới rất là lâu luôn. Ra bác ra mặc áo đúng áo, bác nhà cháu kiểu xem đúng mắt giá mình xem còn còn cao đúng như tranh vậy, đầu giá thì có 100.000 chứ. Áo màu là áo màu là rất là nhiều, đỡ phải vỏ bao nhiêu tí cho vào máy giặt là sạch, không bị mất màu luôn. Móc treo quần áo mới. Đây là tấm tắp luôn. Trắng bóc luôn. Sạch lưng như áo mới. Vài ngày thì để anh đi đi, gió anh em hỏi anh lấy phần gió. Tôi còn đi nguyên cả người vợ người con người gia đình tôi.